Giờ á, anh chẳng có cái gì cả, anh chỉ có số nợ 200 triệu thôi, em có dám làm vợ anh không? Ừ. Vợ có bảo dám, vợ có bảo dám. À. Hồi đó con trẻ mạnh miệng dữ lắm, bảo dám. Thế là con hai hôm sau là hôm chủ nhật con hốt đi luôn. Ở một thời gian rất là lâu rồi, con mới dụ vợ của con. Ừ. Thôi hay là mình đi nhà nghỉ đi em. Ừ. Vợ của con không nói gì đâu, nhưng mà cũng thế là chở vợ đi vòng vòng. Xong cái con đi vào tiệm thuốc, con đi mua ba con sói đó. Chị ơi, ở đây có bán ba con sói không? Chị đấy mắc cười, chị ấy bảo là thế bây giờ mua loại siêu mỏng hay là lâu ra? Ừ. Vẫn chở con đi ăn sáng nha con. Ăn xong là ảnh sẽ, tức là ảnh đi về luôn, khỏi chở con luôn, quên con luôn. Chủ quán kêu quá trời luôn, em ơi vợ nè, bỏ vợ đây nè em ơi, kêu quá trời kêu, người nào cũng kêu chứ mà hắn cứ dương mặt lên như này chạy thẳng một mạch luôn. Rồi xin chào hai vợ chồng, mời hai con giới thiệu về mình. Con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Ừ. Dạ con tên là Như Ý, con năm nay 24 tuổi. Con ở nhà nội trợ, con ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ồ, vậy tới con nè. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Văn Chín, con làm công việc là kinh doanh dịch vụ. Năm nay là con được 36 tuổi rồi. Như vậy con là vợ tới con giáp một thì... giáp ạ. Muốn con giáp, con rồng. Dạ con cũng rồng luôn. Rồi đẻ ra đứa sau này cũng rồng luôn. Mới rồng tức thì đây dạ, đó phải. Đúng rồi. Trời ơi, như vậy nha. Là tam long đó chị. Tam long à, tam long ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đúng không? Rồi vậy thì cái cơ duyên nào mà chàng trai Châu Đức gặp cô nàng ở Long Khánh rồi quen nhau vậy? Hồi xưa con ở dưới Biên Hòa, vợ con thì dưới Long Khánh. Lúc đấy là còn rất là trẻ, vợ con khổ lắm. Con cứ nhìn vợ con tưởng là vợ con là trẻ mồ côi ấy. Đi làm xa, lên Biên Hòa làm cho xưởng bạn của con á. Nhà bạn con làm xưởng gỗ, vẫn ép. Con đi vào đấy, con làm được 3 tháng thì con gặp vợ con ở trong đấy. Mà sao con lại nghĩ rằng là trẻ mồ côi? Tại vì hồi đó là đen ốm, nhưng mà lại đi làm có một mình hả cô ơi. Một trẻ mà 12 tuổi đã phải bơi trải cuộc sống mà đi làm mà không anh không em, không ai thân thích, mà chẳng có một cú điện thoại nữa. Nhưng mà hồi đó con chỉ gặp vợ con có 3 tháng thôi. Sau cái 3 tháng con làm ở đấy thì con cũng nghỉ. Mấy năm sau chúng con mới gặp lại cô. Nhà con là có mấy anh em? Dạ 9 người. 9 người mà lúc đó là mẹ cho đi làm. Mẹ con cũng không quan tâm. Vậy á? Dạ, xong rồi con tự bươn chải đi khắp nơi vậy. Ờ, vậy hả? Rồi lúc con gặp anh này thì sao? Kiểu như binh con á, người ta hay bắt nạt con. Anh binh xong rồi con thấy mến thôi chứ không có yêu. Lúc đó nhỏ mà, dạ. Đúng không? Mà lúc đó con có ấn tượng gì về anh này không? Dạ, có nhiều cái ấn tượng á. Thí dụ? Dạ, cái bữa đó con đi vệ sinh cái ở nhà vệ sinh ở đằng sau á. Nhưng mà nó có cái lỗ ở đằng trước. Xong rồi ảnh đi vệ sinh, ảnh cởi quần ra con thấy hết trơn. Con giật mình, con sợ quá trời. Tại vì lần đầu tiên con cũng thấy như vậy nữa. Xong rồi con đi đồn quá trời luôn. Nhưng mà cả đêm con ngủ không được luôn. Chị nó đỏ mặt rồi kìa. Xong nhưng mà vợ con kể không đầy đủ bà con đâu. Để con kể lại coi đó. Cái hôm đó là vợ con ngồi bên trong. Thì cái nhà vệ sinh thì chắc ở từ chỗ đây là cách khoảng 30 mét á. Vợ con nhìn ra, bắt đầu bà la lên: anh Chiến, anh Chiến. Lại cô không biết lúc mà con đang đi vệ sinh á là nó con bê nguyên cái tảng, con chạy luôn mà con giật mình. Con cũng là lần đầu tiên có người nhìn thấy cái đấy của con luôn đấy con. Con hết hồn. Dạ, con hết hồn luôn mà. Tức là con không có kịp kéo lên luôn. Dạ. Là bỏ chạy luôn. Dạ đúng là lúc đấy con mặc quần xà lỏng chứ không phải là kéo sang tia. Sau cái lần đó lúc tụi con gặp lại, tụi con có mắc cỡ không? Trời ơi, mắc cỡ lắm chứ cô. Rồi khi con gặp anh rồi con có bị mắc cỡ không? Con xấu hổ, con có dám nhìn anh không? Cũng có chút xíu ngại. À. Dạ. Rồi sau đó thì đến khi nào thì tụi con mới phát sinh tình cảm? Dạ tới 2016 con trên Sài Gòn á, con chăm em bé phụ bà chủ con. Bà mua cho con cái điện thoại để liên lạc. Cái là con tải Facebook về, xong rồi con đi tìm mấy người quen mà ngày xưa con làm ở xưởng á. Đi tìm anh Chiến tại vì cũng nhớ nữa con. Tại vì từ đó giờ chưa có ai mà bảo vệ mình như vậy á. Xong rồi làm con ấn tượng luôn. Nó kết bạn với mình vậy, cảm giác con sao? Lúc đấy con cảm giác cũng bình thường thôi. Con nhận ra đây là bé Ý hồi xưa mà cũng hay chơi chung. Mà thời đấy là con bị ế đó cô. Năm đó con năm 28 tuổi mà con còn bị ế. Thấy cái người ngày xưa kết bạn lại. Sau khi kết bạn thì con biết là vợ con cũng có tình cảm với mình. Thế là con cũng nói chuyện tới luôn. Em nói chuyện tới bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức quen nhau? Một tuần. Một tuần là hốt về luôn chứ không có quen gì hết á. Vậy á? Ủa một tuần hốt về luôn là hốt làm sao? Là bắt về nuôi luôn á chú. Lúc mà con liên lạc xong mà con lên Long Khánh con hốt về nhà con luôn.
Dạ con lên con gặp một lần xong rồi là hai hôm sau con xuống con hốt luôn. Nhưng mà con lên trên đó là có ba mẹ của bạn gái con không? Cái chuyện mà đi tìm nhà vợ con nó đúng là gian nan vất vả luôn đó con. Đường xá với Long Khánh đâu có biết đâu. Chỉ biết nhà mình là ở ruộng lớn thôi. Con chạy một mặt xuống Long Khánh ruộng lớn. Con đứng ở chỗ ruộng lớn xong bắt đầu con đi tìm. Thế là con hỏi vợ con là em ơi anh tới bảo Quang rồi. Bây giờ nhà em đi đường nào để anh biết được anh vào. Vợ con bảo anh cứ đi thẳng đi. Thế là con đi thẳng tới Bảo Chánh. Cách nhà của vợ con đến mười mấy cây nữa. Xong cái là con hỏi ủa em ơi bây giờ anh tới Bảo Chánh rồi, bây giờ nhà em ở đường nào để anh biết được anh tới. Anh cứ đi thẳng đi. Con biết nhà mình luôn á. Tại vì con ở Sài Gòn con cũng quen rồi. Chiều hôm đấy con dắt vợ con đi chơi. Đi xong cái là chở ra ngoài Long Khánh ăn gà rán. Xong đi lòng vòng cái là gặp mưa. Trú mưa xong cái đi về. Xong tối hôm đó là bố vợ đi làm về. Thế là thấy con thì lôi con vào nhậu luôn. Xong cái là nhậu xong con về với con xỉn. Thế là như vợ con đi tới là con đè ra hung luôn. Sau cái hôm đấy á, thì con mới hôm đó con đăng ở trên Facebook là bây giờ á anh chẳng có cái gì cả, anh chỉ có số nợ 200 triệu thôi, em có dám làm vợ anh không? Vợ con bảo dám. Vợ con bảo dám. Hồi đó con trẻ có mạnh miệng dữ lắm, dám. Thế là con hai hôm sau là hôm chủ nhật, thế là con chạy xuống, con nghỉ con chạy xuống là con hốt đi luôn. Ba mẹ của bạn gái con có dễ dàng để cho con hút bạn này đi ra không? Lúc đấy không có ai ở nhà. Trời luôn. Tầm sập chiều tối đó. Xong mới là hai đứa bắt đầu leo lên xe chốt tới 10 giờ tối. Lúc đó nhà con tất cả là trên giường ngủ rồi. Bắt đầu con mở cửa ra, con gọi mẹ. Dậy, mẹ dậy, mẹ coi con dâu của mẹ nè, con rước con dâu của mẹ về nè. Lúc đó là mẹ của con á, mắt thì đang mở không lên nè. Em con cũng vậy, bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác đi ra. Ủa cái gì vậy anh Chiến? Có nghĩa là con gọi cả nhà con dậy vào lúc 10 giờ dạ. Để thông báo là con lấy vợ đúng không? Dạ. Đó, rồi lúc đó con sao? Trời ơi, lúc đó con cầm đồ đi kiểu như bỏ nhà theo trai vậy con. Nó nhìn nghe khủng khiếp thì. Sợ không? Sợ. Con sợ không? Cũng sợ, tự nhiên lần đầu tiên mình đi qua ở nhà của người lạ như vậy mà cầm đồ như vậy nữa chắc người ta cũng nghĩ khác tí. Nhưng mà rồi đêm đó là mẹ hỏi những gì? Lúc đó nhìn mẹ cũng thương lắm. Mẹ kêu thôi con đi ngủ đi rồi ngày mai có gì thì mẹ nói chuyện. Xong rồi vô ngủ tới sáng hôm sau con dậy con làm dâu luôn. Làm dâu luôn. Dạ. Dọn nhà. Dọn dẹp nhà giống như đúng rồi luôn con. Dọn quá trời dọn luôn. Giống như đúng rồi luôn kìa. Đó. Nhưng mà trước đó thì Chiến có nói với mẹ về bạn này chưa? Dạ không. Về là bất chợt cứ luôn. 10 giờ đó, đánh nói 10 giờ về. Không, tại vì em cứ nghĩ là đã giới thiệu trước về bạn này rồi. Không, tại vì con quen có tuần à. Con nhắn tin với nhau có tuần, con hốt về luôn. Vậy thì trong cái thời gian tối mà ngủ với mẹ đó, trước đó ổng có dụ qua phòng không? Con tự qua ảnh. Kiểu như là buổi sáng cứ 4 giờ là mẹ đi ra chợ bán trái cây. Là con canh mẹ đi, cái là con qua con ôm con ngủ. Rồi có làm gì không? Dạ không. Không. Là Chiến giữ luôn cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Trước ngày cưới thôi. Đó là câu hỏi cái vợ đó đó. Vợ của con á là ở một thời gian rất là lâu rồi. Con mới dụ vợ của con. Thôi hay là mình đi nhà nghỉ đi em. Vợ của con không nói gì đâu. Nhưng mà cũng thế là chở vợ đi vòng vòng. Xong cái con đi vào tiệm thuốc, con đi mua ba con sói đó. Đấy là lần đầu tiên con đi mua ba con sói luôn. Thế là con cũng ngại lắm. Con để vợ của con đứng ở ngoài chờ. Con đi vào trong ấy, con gặp một cái chị là chắc còn trẻ hơn con á. Xong cái con bảo là chị ơi chị, ở đây có giấy bút không chị? Cái chị đó bảo, ủa giấy bút làm gì em? Thì chị cứ cho em mượn cái giấy bút đi, em viết cái này em cho chị xem. Xong cái là con viết ở trong cái tờ giấy là chị ơi ở đây có bán ba con sói không? Đọc xong cái chị đó mắc cười, chị ấy bảo là thế bây giờ mua loại siêu mỏng hay là lâu ra? Con bảo siêu mỏng là sao chị, mà lâu ra là sao chị? Cái người ta giải thích là tối đa là nó loại dày dày một chút. Cái con bảo là thôi lần đầu mà mình phải lấy loại siêu mỏng cho nó cảm giác. Không cái là hai đứa chở nhau đi lòng vòng kiếm nhà nghỉ, nhưng mà cuối cùng là ngại quá không dám vô. Đi về luôn. Đi về luôn. Con là không dám vô hay là ổng không dám vô? Con cũng không dám vô. Con nghĩ là giờ mà vô là toan luôn, là toan. Có bầu luôn á. Là sợ có bầu hả? Dạ, là sợ có bầu trước khi cưới là người ta... Lỡ người ta nói đúng không? Nhưng mà là có cái ba con sói rồi con còn sợ gì nữa? Nhưng mà con cũng sợ mấy cái đó, con không biết mấy cái đó nữa. Con trong trắng, chưa biết gì đâu con chú. Không, giờ phải hỏi là để dành là cho đêm tân hôn đêm hay đầu là tiên. Tụi con đã có cái lần đó rồi trước đêm tân hôn? Trước. Dạ trước đêm tân hôn. Ở đâu? Ở nhà nghỉ nữa hả? Dạ không, dạ ở nhà luôn. Ở nhà. Rồi cái đêm đó làm sao? Cái rạng sáng đó làm sao? Là lúc đó hai người hôn nhau thì vô vấn đề chính luôn. Xong cái
ảnh dựng lên rồi xong cái là bỏ vô cái vậy thôi rồi nằm ngủ tới sáng luôn chứ không làm gì hết trơn. Thôi giờ hai đứa là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 7 năm con. 7 năm rồi hả? Bây giờ tới cái phần kia đi. Đúng rồi. Đó, tụi con đã ở bên nhau coi như là 7-8 năm rồi. Ông này ông có cái những tật cái xấu tật gì? Xấu gì đó mà con cảm thấy kể hết đi. Được hết đi. Chưa hài lòng con kể hết đi. Vẫn chở con đi ăn sáng nha cô. Ăn xong là ảnh hai đứa ra xách xe lên, cái là ảnh đi về luôn, khỏi chở con luôn, quên con luôn. Chủ quán kêu quá trời luôn, em ơi vợ nè, bỏ vợ đây nè em ơi, kêu quá trời kêu luôn, người nào cũng kêu hết trơn mà hắn cứ dưa cái mặt lên như này chạy thẳng một mạch luôn. Con thì có cái tật mà nếu mà đang suy nghĩ về cái vấn đề gì là thường là sẽ hay quên hết mấy việc xung quanh, mà nhiều lúc á con đứng con đợi con dựng cái xe, con ngồi trên xe con đợi vợ con, nhưng mà vợ con lâu lên quá con cũng không để ý, thì canh cái tầm đấy là leo lên rồi, tưởng là leo lên rồi cũng không để ý, thế là chạy giọt xe đi mất luôn. Là đi luôn đó. Ừ. Nhưng mà mỗi lần vậy con có giận không? Chuyện nói xong rồi cũng vui vẻ vậy à. Ừ. Coi như vô tâm. Lúc nào con cũng lo lắm nha. Ừ. Đi với ảnh là phải nhắc nhở anh ơi, anh nhớ quay lại anh đón em nha, đừng bỏ em nữa nha. Trời ơi con lo trong lòng, lúc nào cũng lo anh bỏ đi về không à. Dạ. Còn gì nữa không con? Chơi game vừa xuống xe cái là giống như là chở con đi ăn chẳng hạn, vừa xuống xe cái là thả nó nguy hiểm đi vô một mạch tới cái bàn ngồi, thả ngồi xuống bấm điện thoại liền, còn con làm gì chưa vô cũng không thèm quan tâm luôn. Mê game, mê game. Có lúc con phải mở miệng ra mới nói thì mới ra anh mới bỏ xuống. Ừ. Rồi còn gì nữa? Ở giờ 3-4 ngày mới tắm á cô. Thì lúc đó chú ơi con đúng trước phải trước đây là... thôi cô, nhưng mà bây giờ thì đã đỡ. Có khi nào mà trong suốt thời gian nó không tắm mà nó vẫn làm việc với con cái vụ đó không? Con phải lôi đi làm sạch sẽ mới cho chứ con. Hai đứa thích tắm chung với con. Rồi vậy thì con mong chồng con thay đổi điều gì? Hạn chế bấm điện thoại lại với trò chuyện với con nhiều hơn. Với mấy đứa nhỏ nhiều hơn. Đúng rồi, bớt game lợi đi ông ơi. Quá hợp lý. Ông nói chuyện với vợ con ông nhiều chút đi. Rồi thôi giờ tới con đi, con kể vợ con có cái tính gì không tốt. Vợ con thì giỏi chăm sóc gia đình, giỏi chăm sóc vợ con, chồng con. Một cái vợ là vợ con không biết quản lý tài chính, với lại cái tính nông nổi nữa. Có những lúc mà suy nghĩ không đủ chín chắn, với lại bốc đồng, khi mà nóng lên là mất kiểm soát dữ lắm con. Bà nóng lên là bà thách thức không à, lần đó là con sốc luôn đó chú. Hồi mà về nhà con là trời ngoan hiền mà dịu dàng gì đâu luôn á. Mới ngày thứ hai đã làm dâu rồi cô thấy không? Chưa đâu, cho tới khi mà bà nóng lên bà cầm nón bảo hiểm bà phang con luôn mà. Mà thích không, mà đánh ta đi. Hai đứa mà cưng nhau là cưng luôn á. Con bảo mà chết cha tôi rồi, sao lần này mà dữ dằn như vậy, không ngờ mà tính cùng vợ con như vậy. Cho tới bây giờ con cũng phải chịu đựng hết á con. Gia đình con cãi nhau có to có nhiều nhưng mà làm hòa nhanh lắm con. Cứ ba nháy là hết thôi. Trời ơi. Thì bây giờ vậy nè, con nói vợ con đi, cái mong muốn của con á, rồi xong rồi con có cái điều gì con muốn bày tỏ với vợ con thì con nói luôn. Sống với nhau 8 năm trời, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu vất vả em đã chịu đựng. Mà chúng ta cái gì cũng đã nếm rồi, cực khổ có, buồn đau có, thiếu tiền cũng có. Tất cả mọi thứ chúng ta đều đã nếm, chỉ có mỗi sự giàu có là chúng ta chưa được nếm thôi. Từ cái ngày mà em quyết định theo anh, thì tất cả mọi người đều nhìn em với ánh mắt là em đã sai rồi, bởi vì lúc đấy em còn trẻ lắm. Nhưng anh nguyện cả đời này để chứng minh rằng em đã đúng. Ồ, tình cảm quá à. Là cái này dành cho em. Cảm ơn em đi. Trời ơi, anh xúc động quá. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Hữu Toàn. Hiện nay hôm nay em 24 tuổi, hiện đang là tài xế lái xe. Còn em? Em tên là Vương Bảo Uyên, năm nay em 24 tuổi, em là thợ uốn tóc. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Em và chồng em gặp nhau là thông qua một người bạn chung. Hôm đó thì người bạn chung nó mới rủ em và một người bạn nữa đi ăn uống. Thì trong lúc ăn uống thì bạn em mới kể là có một người bạn mới bị thất tình, nói chung là cũng bị bạn gái cũ nên là em cũng nghe, em cũng nghĩ trong đầu là trời ơi sao bị lợi dụng rõ ràng vậy mà không biết. Lợi dụng hả? Là cái bạn kia bị lợi dụng? Dạ đúng rồi. Bạn chồng em á, thì em mới nghĩ vậy thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau chồng em tới em mới có ấn tượng mạnh với chồng em. Đó là một người vừa đen vừa xấu để vậy, còn mặc một cái áo dài cách tân
màu xanh chuối. Áo dài hả? Dạ, lúc đó để chồng em làm ở buffet. Cái đồng phục của nhà hàng đó nó vậy đó. Rồi mang thêm một đôi giày mỏm cá sấu mà em cực kỳ ghét những ai mà mang cái đôi giày đó, nên là nói chung ấn tượng đầu tiên là cực kỳ xấu luôn. Còn ấn tượng của em đối với vợ là lúc đầu lên thì thấy trong bàn thì vợ em là trắng nhất, đẹp nhất, nên em thấy vậy em bắt ghế em sát vô em ngồi liền. Dạ, hai cái ấn tượng nó cùng chắc nhau á. Là màu đen với màu trắng rõ rệt. Dạ. Rồi trong suốt cái buổi đó rồi là chắc là em chủ động là trò chuyện rôm rã đúng không? Dạ đúng rồi, em là người chủ động, rồi em còn giả bộ đổ nước vô để em lấy khăn em chùi chùi dùm. Ủa lúc đó là vợ em là mặc quần dài ha? Dạ quần sọt anh. Đổ thân. Dạ chứ chưa. Rồi có để yên cho lâu không? Dạ không, thì em cũng đẩy có. Xong rồi em mới thấy vô duyên quá. Nhưng mà em nghe kể câu chuyện các bạn là các bạn ngu ngu hồi nãy á, thì em mới ghé qua em nói bạn mình nói thiệt các bạn á, bạn ngu thiệt á. Xong rồi chồng em mới chớ mắt ra nhìn em, xong rồi nói không, mình nói thiệt mà. Sau cái câu nói của vợ em á thì em mới nói trời, người đâu đẹp mà vô duyên quá, em mới nghĩ đầu rồi. Em mới nói là lần này anh sẽ cua cho bỏ ghét. Rồi xong thì lúc đó vợ em đi vệ sinh, em mới xin số điện thoại của vợ em qua người bạn đó. Về em mới liên lạc làm quen. Nhưng mà trong cái buổi đó là tụi em ngồi với nhau là xong rồi đi về hay là đi tiếp tục tăng hang nữa? Xong thì đi về. Thì lúc đó chồng em cũng ga lăng kêu là thôi để mình đưa bạn về. Thì anh đưa em về, thì mới nói một câu nghe sến: Uyên có hay đi về một mình không? Em nói là thì cũng có một mình thì đi về một mình thôi. Xong anh ấy nói là từ nay trở đi á, Uyên không phải đi về một mình nữa, Toàn sẽ đưa Uyên về. Nói chung là lúc đó em cũng thấy xinh xến, em đấy là rửng da gà. Dạ, đúng là một cái kiểu rất là đó là kiểu, kiểu là... cô gái rất là một cái kiểu rất là ngôn tình. Nhưng mà em thì không hợp với kiểu đó. Nhưng mà em không thích cái kiểu mà soái ca ngôn tình kiểu đó. Dạ, thì điều gì mà khiến cho em lại và từ ghét từ ghét mà chuyện thành yêu? Hôm đó chồng em mới rủ em đi coi phim. Em thì rất là sợ ma, thì bữa đó không biết sao rồi hết vé hay sao đó thì chồng em lại mua phim ma. Thế là vô em sợ quá, em cứ bám với lấy chồng em, xong rồi anh ấy lợi dụng nắm tay em. Xong rồi ra thì anh ấy mới nhẹ nhàng nói là Uyên có đồng ý làm bạn gái của Toàn không, Toàn sẽ bảo vệ Uyên đồ này nọ. Thì nói chung là em cũng cảm thấy cảm động nên là em cũng đồng ý. Vậy là từ lúc ghét cho đến lúc đi coi phim là bao lâu? 2 tuần. Vậy là trong 2 tuần là từ ghét chuyển qua là xúc động rồi đó, đúng không? Từ cái hôm xem phim đó xong rồi đến lúc hai người đám cưới á là lâu không? 6 tháng là cưới. Rồi sớm không em? Sớm Sao cưới sớm dữ vậy? Dạ nói chung là một hiểu lầm nho nhỏ giữa hai gia đình. Ba mẹ chồng em á thì mới xin lên nhà em là để thăm hỏi gia đình, còn phía của nhà em á thì lên thăm hỏi là gần giống như dạm ngõ nên là nó hơi nhanh. Thì sau khi dạm ngõ xong, bên vợ em mới nói với bên nhà em là thôi thì giờ hai đứa nó cũng vậy rồi, anh chị về đi coi thầy đi rồi mình chọn ngày cưới luôn. Thì lúc mà coi thầy á thì ổng bảo là đám hỏi trong năm nay, rồi một là cưới liền luôn, không thôi là 2 năm nữa. Thì ba mẹ thấy vậy thì cũng lỡ đám hỏi rồi mà để con ta 2 năm nữa, tội chịu sao nổi. Dạ nên thôi đám cưới luôn trong năm luôn. Vậy là cái thời gian nó quá nhanh như vậy á, lúc cưới nhau xong rồi á chắc là cũng vỡ mộng nhiều lắm hả? Lúc mà em có bầu á là mọi chuyện có bắt đầu là cũng hơi xấu đi rồi. Lúc đó chồng em bắt đầu là đi chơi nhiều hơn, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau nhiều. Ủa em tại sao lúc vợ mang bầu mà em lại đi nhiều là sao? Lý do gì? Lúc mà vợ em mang bầu á thì tính tình thay đổi hay càm ràm em lắm. Với lại chuyện nhỏ nhặt gì cũng lôi ra kiếm chuyện chửi ít, nên em rất là ức chế. Rồi đi làm thì mệt rồi mà về gặp cái cảnh đó nữa nên em thấy như bị stress vậy đó. Em luôn tìm cách né với mặt vợ em. Còn cái lý do này nữa không? Dạ có. Bình thường lúc đầu thì vợ em có 52kg à, nhưng mà khi mà mang bầu á tăng lên tới 75kg lận. Giờ vừa càm ràm em rồi xấu nữa nên em rất là bực mình trong người. Có nhiều xấu người xấu nết luôn. Dạ, đó phải không? Cái đó là đúng luôn á. Có những người người ta tăng cân nhưng mà về cái làn da, về những cái trạng thái nó vẫn không thay đổi. Dạ. Lại có những người phụ nữ tăng cân rồi còn về cái hình thức bên ngoài nó sẽ trở nên mụn người sưng húp gì đó, là vợ em có. Dạ có anh. Lúc đó tay chân của vợ em nó sưng, nó phồng lên giống như là bị phỏng vậy á. Mặt có bị mụn không? Mặt thì không có mụn nhưng mà mũi thì nó to lên, biến dạng. Em nói chung em nhìn vô gương em còn thấy không nhận ra mình nữa. Lúc đó em stress lắm, tại vì trước đó em nghĩ là mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà có bầu xong mình cảm thấy mình vừa mập vừa xấu nè. Nói chung là không có vui trong lòng nữa. Và cũng sợ chồng chê. Khi chồng mà bỏ đi liên tục như vậy, cái cảm giác em sao? Em có nghĩ là vì có lẽ mình xấu quá cho nên chồng mình bỏ đi không? Hay là do là mình càm ràm?
Em cũng biết là lúc đó mình cũng xấu thiệt và mình cũng hay càm ràm thiệt, nhưng mà cái bản thân người phụ nữ mang thai người ta có nhiều cái suy nghĩ, cứ ở nhà là nghĩ chồng mình đi ra ngoài đường vui vẻ rồi, còn mình thì cứ phải ở nhà. Với lại em cũng còn trẻ nữa, nhìn thấy bạn bè mình đi du lịch đồ này nọ, nhiều khi em cũng thấy là ủa sao kỳ vậy, bạn bè mình thì còn được đi chơi, còn mình thì có gia đình rồi, nhiều khi không được đi đâu rồi vậy, nên em cũng ức chế. Em chịu đựng cái tình trạng đó trong bao nhiêu lâu? 6 tháng. Tháng thứ 7 là em đã về nhà em là ở Đà Lạt để đợi sinh. Rồi lúc đó có chia sẻ với ai được không, hay là dạ, không. Tự mình ôm cái nỗi buồn đó một mình? Tại vì em quan niệm là mình đã đi lấy chồng á thì buồn vui của mình á thì thật ra mình nên giữ cho mình, thì nếu mình nói cho ba mẹ mình biết á thì mẹ mình buồn, nên em không kể cho mẹ em nghe. Không kể cho mẹ, không kể cho bạn? Dạ không. Không chia sẻ cái điều đó với chồng? Dạ. Vậy thì em giải tỏa cái ức chế đó bằng cách nào? Dạ, chữ chăm. Chữ chăm. Ý là giống như chồng em về thì em sẽ tìm những cái lý do gì đó để em nói ảnh, để giải tỏa cái tâm lý của mình thôi. Mà nhiều khi ảnh cũng hơi vô tâm thì cũng không nhận ra cái điều đó. Nãy giờ em nghe vợ em chia sẻ vậy á, cái cảm giác em sao? Em thấy thì lúc đó em cũng vô tâm thiệt, em không có tâm lý, tại vì em thấy em cũng còn trẻ nên em cứ chơi thôi, chứ em đâu có nghĩ trong người là vợ mình bị thay đổi như vậy, có suy nghĩ như vậy nên stress kiếm chuyện với mình đâu. Thực ra là tụi em không xử lý đúng cách trong cái mối quan hệ với nhau. Nói chứ trách chồng thì cũng có trách, nhưng mà nếu mà bây giờ mình bình tĩnh mình nhìn lại thì mình cũng sẽ thấy là nếu như hồi đó mình xoay cái chiều hướng theo một cái hình thức khác thì có lẽ là nó sẽ có lợi cho cả mình và cả chồng hơn. Ví dụ như thay vì mình chửi bới chồng mình thế này thế nọ thế kia thì mình xả cái stress đó, cái áp lực đó bằng một hình thức khác. Ví dụ em phải cho chồng em thấy những giọt nước mắt của em, cái buồn bã của em, cái cô đơn của em khi mà em bị ở nhà một mình như vậy và em không thể chia sẻ được với ai. Đó là một cách. Cách thứ hai, mình nói thẳng với chồng tất cả những điều đó. Em biết là anh bỏ đi là bởi vì em thay đổi về hình thức quá nhiều, nhưng mà anh phải hiểu rằng bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia thì chắc có lẽ là chồng em sẽ hiểu hơn. Vì giá mà đây là một người đàn ông mà 27, 28, 30 tuổi, có lẽ là anh ấy sẽ xử sự khác. Nhưng mà tội nghiệp là em bé mới 23, 24 thôi. Lúc mà vợ có bầu là lúc 23 thôi. Cho nên làm sao mà có thể suy nghĩ được những điều đó. Đó thì đây là một cái kinh nghiệm. Đó là về phía vợ nha. Còn về phía chồng, đúng là em quá vô tâm. Khi vợ em có bầu, đáng lý ra em phải lên mạng để em biết cái kiến thức về cái người phụ nữ khi có bầu họ sẽ thay đổi như thế nào, thì em sẽ hiểu được tại sao vợ em lại như thế. Chúng mình phải tìm hiểu, đúng không? Cho nên thực ra trong cái việc vừa qua thì cái lỗi chồng nhiều hơn. Do đó ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn làm một cái điều gì đó thiệt là đẹp với vợ bạn để chuộc lại cái lỗi lầm. Cũng nhân dịp lên chương trình thì anh biết trong khoảng thời gian qua anh rất là vô tâm với em, khiến em buồn và stress, có ấn tượng xấu về anh, thì bây giờ cho anh xin lỗi. Đó, đứng lên ôm ôm cái quay nào. Đó. Nghĩ là con xúc động là bởi vì con rất là bất ngờ. Bởi vì phải chi mà con không có em bé, thì cái chuyện mà ông tổ chức một cái sự lãng mạn như vậy nó chỉ rất là bình thường. Nhưng mà khi mà có em bé rồi mình nghĩ, có nghĩa là mình đã thuộc về ảnh rồi. Đúng rồi, đúng và rồi chú. Chứ ảnh đâu có nhất thiết phải làm. Đúng rồi. Anh phải chuẩn bị một cái buổi hoành tráng như vậy để anh con hôn mình. Con cảm giác là ảnh không muốn con thiệt thòi bất cứ thứ gì. Cho dù con có như thế nào thì ảnh vẫn luôn luôn cho con những thứ tốt nhất. Hỏi ảnh coi ảnh tổ chức cái buổi đó là có lâu không? 얼마나 준비했어요? 프로포즈. 1 tuần. 1 tuần. 1 tuần. Tại vì tính chất công việc thì rất là bận. Có tốn nhiều tiền không? 그때 코로나여가지고. Bởi vì dịch Covid. Mọi thứ rẻ. 코로나여가지고 쌌다. Mọi thứ đều rẻ. 중요한 거는 우리 하고 프로포즈 하고 이틀 뒤에 거기 호텔에 주방장 셰프 셰프가 코로나 걸려가지고 거기 사람들 다 잡혀갔다. Bởi vì cái dịch Covid nên cái khách sạn nó dính Covid hết rồi, nên mọi thứ ở đó mọi đều rẻ. Tới welcome á, đào discount. Thời tới, thời tới càng gì nổi. Ok, hay quá. Gì đó, bác thích đồ ăn Việt Nam không? Thích Việt Nam. Thích đồ ăn food, food. Food, food, food. Xin lỗi. Food. Con thích. Con thích nhất là cơm tằm. Cơm tằm. Cơm tằm. Đúng rồi. Mỗi ngày có thể ăn. Mỗi ngày có thể ăn cơm tằm được. Mỗi ngày con có thể ăn một
đĩa cơm tấm. Đúng rồi. Nhớ nhà cơm tấm chứ không phải là con tầm. Cơm tấm. Yes. Cơm tấm. Cơm tấm. Rồi. Cảm ơn cô. Con tầm là nó nhả tơ dịch dịch ăn. Vậy à, thích ăn cơm tấm. Vậy thích có thích ăn bún mắm không? Bún mắm. Nước mắm. Nước mắm ăn được nhưng nếu mùi nhiều khó lắm. Một chút khó lắm. Nhưng mà ăn cơm tấm là có ăn nước mắm hả? Nước mắm anh ăn được. Dạ, ăn được. Không, con hỏi á, mắm tôm. Mắm. Mắm. Mắm tôm, cà phá. Cái đó cũng là cái con ghét nhất của ảnh á. Sao vậy? Người Việt Nam mình á, vốn dĩ ăn cái gì cũng phải có tí nước mắm mới ngon. Mỗi lần á, nói chung cái điều đó là cái điều uất hận của con trong lòng của con bao lâu nay là con tức tối lắm mà con gặp ai cũng phải đi. Nói. Đó. Kiểu như là người Việt Nam mình á, ăn cái món gì cũng phải có miếng nước mắm cho ngon. Mình thèm cái gì, ví dụ gà kho đi, mình kho lên cũng phải bỏ miếng nước mắm vô. Đi làm về đó. Em làm cái gì trong nhà mà hôi quá vậy? Mỗi lần đi làm về mà nghe mùi là khó chịu. Trong khi á, mình đang vui mà mình làm được cái món ăn mình thích ăn không ngon. Không thích, kiểu vậy. Có nghĩa là nước mắm mà nước mắm mặn là không ăn được. Bữa nào á, mùi con, nữa. Bữa nào á, con làm thử á, là cái gọi là gì? Mắm ruốc. Mắm gì? Mắm cải lộn rồi cô Vân. Mắm ruốc á, xong rồi cho bác ăn ăn thử là bác bác ăn là sẽ bị ghiền. Mà đậu rồng mà chấm mắm ruốc nữa. Mắm xin mời đi chú. Thích cái mắm ruốc. Mắm ruốc của ba mùa lưu chị. Không biết. Để từ từ đi, bữa nào đi gửi qua cho ông em. Rồi, ngon nghĩa... lắm. Ngon lắm. Lòng lắm. Ngon lắm. Có nghĩa là anh không ăn mắm được. À, chúng ta nước mắm nổ mua chùa. Việt Nam xà lắm thả cứ đều. Nước mắm bỏ gửi bọc chì. Nhưng mà chúng nếm thấy 약간 좀 진한 것들, 풀 종류, 자우, 자우, 자우 thơm, rau thơm, rau thơm, rau thơm, với ngò là anh không ăn không được. Ăn được, rau thơm, ngò, sầu riêng nữa, sầu riêng, nhớ những cái gì mà có mùi, có mùi nồng là anh không ăn được. Nếu nếu không có muối thì tất cả ăn được, dùng muối một chút cola một chút. Như vậy là anh không ăn được đậu hũ mắm tôm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mắm kia còn ăn được sao mắm tôm ăn nổi. Ủa nói nghe nè, hai đứa nói chung nhìn thấy vui vẻ như vậy, rồi nói chung là có em bé sớm vậy, rồi chắc có lẽ là trước khi kết hôn là đâu có chia tay. Có giận hờn để mà phải chia tay nhau không con? Là con đặt cái cột mốc kết hôn là 2 tháng trước đi. Là trước khi con kết hôn là đùng đùng cũng phải vài trận. Vậy con hả? Nói con chày da chóc vẫy mà con mệt mỏi đến mức mà con kiểu như là mình sắp vỡ não ra tới nơi. Ủa, tại rồi. Sao vậy? Cái tật xấu của con là con hay giấu đồ. Con hay quên mà con tật con hay giấu nữa. Con giấu xong cái con không nhớ, con cất đâu hết. Tiền cũng không nhớ mà kiểu như là mình nghĩ là mình để đây là mình sẽ nhớ thôi. Kiểu như là mình nghĩ là mình sẽ nhớ thôi. Con giấu bát bo của ảnh nè. Con giấu hết giấy tờ tùy thân. Tại vì tiền, bạc, bát bo, giấy tờ ảnh đưa con hết. Xong con giấu. Xong con không sao nhớ. Phải giấu? Giấu xong không nhớ luôn. Cái tật là cái tật gì hay thích giấu thì cái đó cái tật con cũng mới giải thích sao con giấu xong con không nhớ. Rồi ảnh cái hôm ảnh chuẩn bị di chuyển công tác về Biên Hòa nè. Tại lúc đó con tụi con ở Sài Gòn. Em ơi cho anh bát bo với lại làm cái gì cũng phải hỏi con hết rồi con đưa giấy tờ cho. Đưa anh bát bo với lại thẻ tạm trú rồi anh đi chuẩn bị đi chuyển công tác. Ừ. Ở để đâu ta? Để đâu ta cái à hình như là mình để đây nè. Nhớ tàn nhớ trước cái khúc dấu không mà. Ủa để đây nè. Ủa sao không có ta? À chắc để chỗ kia. Ủa sao không có? Chết rồi sao không có? Lục banh cái nhà luôn không có. Chết rồi giờ không có rồi giờ sao? Rồi phải đi làm lại cho anh chứ sao? Thì mình là trời. Mất. Mình là người đi làm, mình là mất thì mình phải đi làm lại. Ủa là mất thiệt á hả? Mất thiệt luôn cô Dân, con không biết con giấu ở đâu. Bây giờ kiếm được chưa? Tới giờ chuyển nhà rồi con không biết giấu ở đâu nữa mà. Trời đi làm ơi. Lại đó. Trời ơi mệt lắm ơi. Làm ừ, lại. Con đi có khi nào mà giấu bên nhà người khác không? Con đẻ hai đứa rồi, con mổ 2 lần. Rồi kiểu như là đầu óc vốn dĩ cũng không được tỉnh táo như người ta nữa. Cứ tương tương giấu rồi xong cái giờ kim không ra là phải đi làm lại. Cái đợt đỉnh điểm là hai vợ chồng con cãi lộn nhau. Mà con nói thì con nói là con bỏ thôi, con không ở nữa. Con đưa ảnh lên trên cục quản lý xuất nhập cảnh để làm lại visa cho ảnh. Cái thiếu cái giấy tờ gì đó chắc con là kính con lại cứ quên quên cứ không nhớ chuẩn bị luôn. Được không nhớ rồi quên cứ lên đó bắt đầu lại đi về rồi lại đi lên rồi lại đi về lại đi quên lên cái chục lần đó vẫn chưa đủ cái bộ hồ sơ để nộp cho họ. Bực bội quá ông này mới nói là tại sao mỗi lần em đi làm em không gọi điện thoại em hỏi người ta là em thiếu cái gì rồi em đi em chuẩn bị cho xong rồi em đi luôn sao mà cứ đi lên đi tới đi lên đi tới đi lên túi ở nhà thì hai đứa con không ai canh khóc lúc đó con mới vừa đẻ thứ hai mới mổ xong nó con bụng con đang đau mà mình chưa có hoàn hồn chưa nói chung là chưa có dậy như một người bình thường. Cái tức tối trong người mình biết là mình là mất mình sai rồi biết là mình sai rồi đó
mình đừng có chửi. Mình đang đi làm lại cho mày, mình cũng đang chịu trách nhiệm về cái hành động, mắc gì phải chửi mình. Anh không thương em hay sao? Tự nhiên lúc đó nghĩ qua cái anh không thương em, anh mới chửi em. Đứng khóc giữa ngay chỗ cái cục quản lý xuất nhập cảnh. Ông nội này kêu là em đừng có bướng, em sai rồi mà em còn như vậy. Bắt đầu la lên con, kêu tên con, hét to lên cái tên con ngay giữa cục quản lý xuất nhập cảnh. Ai cũng nhìn con, vừa tủi thân vừa xấu hổ. Nói không ở với ông nội này nữa rồi, khổ quá khổ rồi. Thật thì tủi thân quá tủi thân, không ở nữa. Về đi vậy thôi, là cái đợt đỉnh điểm đó là cãi lộn nhau nhiều nhất. Cái rồi bất đồng ngôn ngữ nè, rồi cái trong cái cách dạy con nè, rồi ở với nhau giống cô Vân thấy nước mắm này cũng cãi lộn nhau. Thèm ăn sầu riêng không dám ăn, ăn phải là đem ra ngoài ngồi ăn hoặc là vô phòng ngồi giấu, thấy tủi thân gì đâu, kinh khủng. Rồi cứ những cái nhỏ, rồi tối ngủ cũng không chịu ôm. Mình tủi chứ cả ngày mình mệt mỏi con cái, tối về muốn chồng muốn đi làm cả ngày đâu có được gặp nhau đâu, nhớ chứ sao không nhớ. Về chỉ mong là chồng ngủ chồng ôm em một cái đi, không ôm nói em ơi ngủ thì ngủ cho thoải mái đi, ôm anh đau tay này kia đó. Mình tủi thân trong lòng chứ nói là từ cái việc giấy tờ là mất nữa. Thôi không ở nữa, ở vỡ mộng, kiểu như vỡ mộng vậy đó. Không có phải giống mình tưởng tượng, anh nói anh cho em cả thế giới, có thấy cái thế giới nào đâu. Thấy thằng tủi thân không mà không ở nữa, là cái đợt đó là cãi lộn nhau là đỉnh điểm nhất. Nhưng mà ổng có năn nỉ đâu, có chia tay không? Đó. Không, chia tay chưa, con chưa có nói chia tay, con xác định trong là con gọi con nói với nội con là mới nói, xác định trong đầu con thôi, con xác định trong đầu con rồi con nói gọi và nói nội nói cô con là con không ở nữa, mét bà nội nữa đó. Ừ, mét bà nội, con nói là con làm giấy tờ cho ảnh xong là con thả ảnh đi đó, con không ở với ảnh nữa. Cái nói sao tụi bay cứ chà chặt cà hẹt cà chặt cà hẹt rứa hè, chồng nói này thì vợ nhịn cái đi, có bao giờ nó chồng lên tiếng to thì vợ nhỏ tiếng lại, chồng vợ lên tiếng to thì chồng nhỏ tiếng lại, sao tụi bay cứ chà chặt cà hẹt rứa hè. Cái nội con nói con vậy rồi, cái kiểu như cũng biết mình sai đó cô. Cái con cũng giải thích cho là không phải, một phần là giống như là con cũng mới sinh xong, sức khỏe con chưa có, con cũng cố gắng khắc phục cái lỗi của con rồi, nhưng mà con không làm tốt được thì con cũng xin lỗi. Ấy còn biết lỗi cũng là biết tính hay tuổi thân nữa. Thôi em ơi, mình vợ chồng mình cùng cố gắng nha, mình ráng mình làm cho xong giấy tờ đi, dỗ con an không biết ủi, thôi an ủi. Tính của con nghĩ là mới tính trong đầu thôi, phận biết rồi. Mới có 24 tuổi, con đang là con nít mà, mặc dù là mẹ hai con nhưng vẫn còn con nít. Đúng mà rồi. Cứ nạt tính còn nạt con là con phải gần lại đó, cái mỏ hơi hổn lên cái đã, biết là mình sai nhưng cái mỏ phải hổn lên đã. Cho dù là gì nhưng mình đúng đi, mình phải đúng dập không? Trước ừ hả? Mình phải dập trước đi cái đã, xong rồi cứ nhỏ nhẹ lấy con là thôi thôi. Nó tóm lại nữa. Tóm lại là không có gì cả, đúng không? Chưa kịp chia tay như chưa có chuyện gì xảy ra à, mới định thôi, mới định mặc dù thôi, cái sai định mình con thôi chứ ảnh chưa mặc dù cái nguồn cơn của sự sai trái đó là do từ mình. Hỏi bác đặt bác có ghen không? Cố gắng ghen á, ghen á, ghen hăng, con không biết nói tiếng Hàn cái từ đó là sao nữa. Trái rồi. Cứ có khát tha, na bắc kê khám miền, ụt chôm dài hai kỳ bấm nhập bác sĩ. Nè, dạ. Dạ. Có. Có. Không phải nhiều, bây giờ biết rồi. Bây giờ con tự biết rồi. Anh không thích. Con không thích. Mang áo hở. Áo hở, không thích. Áo hở, không được. Biết rồi. Biết rồi. Có có trước tôi có message cho người nào không? Dạ. Một có message cho trai không? Cho đàn ông không? Không. Tất nhiên rồi, em chung thủy mà. Có nhiều. Có nhiều hả? Có nhiều cái này. Một lần. Mấy lần? Không phải người là tất cả một làm việc đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Nhắn tin cho đồng nghiệp. Đúng rồi. Tức là bắt đọc được. Cho con nói một chút đi, con tức quá. Người khác cho nói tiếng Việt này, cho nói tiếng Việt. Người khác không có. Người khác thì không có, nhắn cho đồng nghiệp. Cho đồng nghiệp rồi tức không? Bắt tức không? You angry. You angry. Không phải tin bỏ nên tin bỏ nên. Ừ. Ờ, cái này tin bỏ, tin tin đó. Tin con sao nhưng mà cảm thấy khó chịu, không có thích điều đó. Thôi bây giờ cái vụ đằng sau đâu. Nhưng áo, ốt ơn, chôm 그렇게 안 입었으면 좋겠다. 응어의 한꺼, 떡과 순잉라 내우 아오 니 나이 순잉 especially 그 응어의 자 응어의 똘 또이 똘랜 순잉라 con gái làm việc, con gái hư. Hư. Hư, đúng rồi, đúng cà rồi bé. Con gái hư. Cà bé đó, cũng dùng từ cà bé. Cà bé.
Nhưng mà cô Vân để con nói, tại vì đâu phải lúc mà con gặp ảnh xong con mới vậy đâu, lúc trước giờ con vẫn vậy mà. Tại vì giống như con giải thích đó, không phải con ý xấu đâu, tại vì mình mới lớn, mình là con gái thì cái gì mình muốn khoe thì mình khoe thôi, mình vô tư gì đó. Rồi từ lúc con gặp ảnh thì con cũng biết tiết chế rồi là chồng mình không thích, nhưng mà cũng vừa vừa phải phải thôi. Mỗi lần đi ra đường, tất nhiên là đàn bà phụ nữ đi ra đường ai cũng phải trang điểm, ai cũng chọn cái bộ đồ mình thích nhất, mình cảm thấy đẹp nhất đi ra. Mình hôm đó nha, mình cảm thấy bộ đồ đó là đẹp nhất đối với mình, mang bộ đồ đó đi ra, nó anh ơi em chuẩn bị xong rồi đi thôi, cái mặc đồ kiểu gì vậy, áo này không thích thì vô thay đồ đi, mình đang thấy mình đẹp nhất mà tự nhiên cái chê. Nhưng phở passion không tốt. Nói đi, nói cô hiểu nè. Mặc áo như này người nông thôn. Người nông thôn ý là hở hang là người nông thôn. Anh ý theo cái suy nghĩ của anh là không nên hở hang, mình phải sang trọng kiểu vậy đó. Nhưng mà với mình cái hôm đó mình thấy bộ đồ đó đẹp nhất, cái tâm trạng mình đang vui là vì mình mặc bộ đồ mình thích. Cái tiện đi ra cái chồng em ơi thay đồ đi, nó tự nhiên cái thay đồ đi thì thay đồ, con cái bề bốn đi thì đi đại đi, thay cái gì mà thay, không thay ở nhà không đi đâu hết. Làm tự nhiên cái mỗi lần đi chơi là bực bội, mỗi lần đi chơi là nó bội, tóm lại là ghen. Mang cái đạm cái áo mà nó dài tới đầu gối, ok đi, là nó phè ra như vậy nè, y như là cái váy con đang mang này, nó rộng ra vậy, nghĩa là thích đi. Kính cổng cao tường. Thôi bây giờ nhân càng đây rộng, nói luôn tốt. Tới cái phần dạ. Cái phần kia luôn đi, lại bắt nói tới đi, phần hai bắt nói đi. Tật xấu vợ tật xấu là cứng đầu đúng không, quên mặt chân nhiều, quên mặt chân nhiều. Thâm mưu mở chứ thâm mưu. Quà. Con cho quà. Con tặng đàn quà nhân cho vợ. Là điện thoại. Khi điện thoại cho vợ, vợ nói là xin cảm ơn oppa. Oppa là anh. Anh xin cảm ơn. Em sẽ sử dụng mãi mãi. Sử dụng mãi mãi. Tặng cho cái điện thoại. Nhưng cảm ơn. Khi đi nhà hàng. Quên lại nhà. Vợ. Let's go. Bố nói là oppa quên mặt điện thoại rồi. Oppa là quên mất điện thoại. Quên mất điện thoại nha. Oppa quên lại. Quay lại lấy điện thoại. Nhiều lần. Có nghĩa là quên mặt quên sao? Đồ nhiều và không quản lý tiền, không biết cách quản lý tiền. Không hay quên nè, không biết quản lý tiền nè, có cứng đầu không? Mò đi tan tan này mà chẳng được. Cứng đầu đúng không? Có hay cãi trẻ không? Trẻ trâu. Biết được. Giống như đứa hận, giống như con nói đó là cái gì cũng vậy ra chứ. Con phải cãi cái đã, con đúng không sai, con phải cãi cái đã. Dập liền. Xong từ từ rồi con cảm thấy con sai. Có nhiều hôm á con sai đến mức mà con biết con sai rồi. Con cứ phải cãi. Con cãi cho khi nào mà ảnh hết, ảnh không muốn nói chuyện với con, ảnh nói là không muốn nói chuyện với em nữa, em đi về nhà ba em đi, giống như ổng gửi con về lại nhà ba con luôn á. Cái thôi mình mới im, mình cảm giác là ổng chịu hết nổi, mình im. Cái tối mình cứ cả ngày mình cứ suy nghĩ chết rồi, mình làm một cái lỗi quá lớn rồi, mà giờ mình lỡ cãi rồi, giờ mình phải làm sao, giờ mình biết tính chồng mình rồi. Tới ôm xoa gì anh ơi, con khóc. Mình cảm thấy có lỗi thiệt mà mình cứ làm chồng mình giống như là đi làm đã vất vả, nuôi mình rồi nuôi hai đứa con nữa mà cứ áp lực. Về tới nhà là cứ cãi, về nói cái gì cũng cãi. Cái em xin lỗi, em cứ làm anh khiến anh mệt mỏi này kia nọ đó, thôi anh bỏ qua cho em nói. Cũng giống như cũng hiểu con, biết tính con trẻ trâu, cũng thông cảm cho con. Cứ vợ chồng cứ từ vậy cứ lướt qua tới nay 3 năm rồi. Quay qua ôm cái tha thứ hết đúng không? Tha thứ hết tất cả. Bác muốn vợ thay đổi điều gì? What do you want? He changed. Con thích bây giờ vợ. Con thích vợ bây giờ. Bây giờ. Vợ bây giờ. Tức là con đã thay đổi nhiều rồi đúng không? Không. Có thấp tới. Giặt chồng rồi chứ. Hả? Có giặt chồng. Xấu. Thấp xấu. Có tật xấu. Có thấp xấu nhưng bởi cho chăm sóc em bé cho chuỗi lắm và mỗi ai cố gắng chuẩn bị món ăn Hàn Quốc. Thì với con với cho chất hạnh phúc. Con hạnh phúc. Hạnh phúc. Tại vì con không chăm em rất là chăm em gãy rồi con rất hạnh phúc. Mỗi ngày làm là ăn Hàn Quốc, chuẩn bị món ăn Hàn Quốc cho chồng. Ừ, tất cả cô tốn nãy và
không tốt này. Mỗi người đều có tật xấu và tật tốt. Thì em với giờ rất hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ không muốn thay đổi hiện không tại. Thay đổi gì đúng rồi. Vợ như, như bây giờ. Đúng rồi. Không cần phải thay đổi nữa. Thôi chúc mừng em. Chúc mừng em. Dạ. Nghe. Thật sự là đã. Ô, chúc mừng con. Dạ. Thật sự là con đã thay đổi rất là nhiều. Dạ. Để mà bác nói được cái điều đó. Phải nói là rất là hạnh phúc. Thật sự thì khi mà con lấy chồng á, lúc mà con 22 tuổi thì con nghĩ cuộc sống con màu hồng thôi. Giống như anh nói là con có cả thế giới mà con đâu có lo lắng gì đâu. Nhưng mà khi mà con lấy chồng về, con mới cảm giác là đúng thật sự là cuộc sống hôn nhân nó không có giống như màu hồng đâu. Nếu như mà mình không hy sinh, không thay đổi, không biết hòa nhập với chồng thì nó là màu đen đó. Có những cái mà giống như ảnh nói là con không hiểu đó. Tại sao lại phải như vậy? Con không thích như vậy, con không muốn vậy. Và vốn dĩ cái suy nghĩ con không phải là gì. Giống như là anh nói là giống như là vợ phải giữ tiền đi. Phụ nữ là phải biết ấy tiền đi, rồi em cứ làm tốt đi, anh sẽ đưa em hết tất cả. Mà con nghĩ là thay vì là giữ tiền chứ cho nó mệt. Rồi anh nói với con á là lúc đầu á, và anh có bạn gái. Bạn gái của anh nói với anh là khi mà kết hôn rồi á là bạn gái anh sẽ giữ tiền nha. Nên anh mới nói là ủa tiền của anh tại sao lại đưa cho bạn gái giữ, anh không thích. Nhưng mà khi anh lấy vợ rồi anh mới thấy là đúng là phụ nữ phải giữ tiền. Bắt đầu ảnh cứ đưa cho con giữ tiền. Cô Hồng Vân biết rồi đó. Hai đứa con bận rộn sáng tối, không có một cái tí gọi là giống như là một cái thời gian cho bản thân luôn á, kiểu giống vậy. Vì không tên á. Rồi là còn tiền nữa. Chồng đi làm đưa tiền, rồi chi cái gì, mua cái gì, rồi phải tính toán lúc nào phải chi ly rồi. Rồi bây giờ tiền. Tới cái lúc này bây giờ tới con đó. Nó kể xấu con kể xấu cho. Dạ. Cái việc ổng đưa tiền, ổng đưa hết trách nhiệm cho con như vậy. Làm con cảm thấy mệt mỏi, tật xấu. Là con cảm thấy mệt mỏi, đó là thật xấu. Mà ảnh có chia sẻ với con trong công việc, thì trong kinh tế hay trong cuộc sống? Kinh tế là về phần rồi, là ảnh lo kinh tế. Là khi mà con nói với ảnh là thôi thì bây giờ em ở nhà em lo cho hai đứa con, anh đi làm kinh tế đi, mỗi đứa một việc. Ví dụ mà mình có khỏe thì mình giúp nhau, còn không thì thôi, cứ biết việc của nhau mà làm. Nên con không có cày nè ảnh cũng chẳng có đòi hỏi con. Là khi mà trước khi cưới là xác định nhau hết rồi. Còn về phần con không thích ảnh là tính bê bối lắm, bê bối con bê bối không thể nào tả nổi bê bối mà. Mà nhiều khi con bực bội mà con nói với cả mẹ chồng con luôn mà con không thể nào hiểu nổi. Mẹ ơi, mẹ nuôi làm sao mà con không thể nào con hiểu nổi chồng con. Vừa đi làm về đúng không, mở cái cửa ra chào con gái ba về này, ôm đứa con gái xong cái ba lô thảy đó đi vô một bước gỡ chiếc vớ để ngay cái giường, đi vô thêm bước nữa cởi cái áo để ngay cái ghế. Rồi đi vô được tới máy giặt rồi nha cô Hồng Vân, còn chiếc chết còn lại cởi vô nhưng mà không để máy giặt, để kế bên cái máy giặt. Trời ông, con cứ đi theo, con cứ lụm cái này con lụm kia, con nói cái gì vậy trời. Ví dụ như con nghĩ trong bụng con bực bội bản thân lắm, mình ở nhà cả ngày đã mệt mỏi, không có hiểu cái sự mệt mỏi mà sao mà về còn hành nữa. Hành còn phải đi dọn cho con, dí theo con, rồi con này đi theo đuôi chồng. Mỗi lần vậy con chồng. Có cầm ràm với ông không? Không, con tính con không cầm ràm, nhưng mà con giận là con im, con không nói. Đây cũng là cái tật xấu của con im, con không nói gì hết đó. Là cái tính bê bối của ổng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không, kiểu như là không thích cái gì là hay ấy lắm con. Hay hiện liền. Hay tuổi thân mấy cái vụ nước mắm với lại mắm tôm gì đó. Đồ ăn của mình đừng có làm vậy. Kiểu như con quý trọng đồ ăn lắm mà cứ nói em ơi, thúi quá. Mấy bữa em có ăn á, em lựa lúc mà anh không về thì em ăn, ai biết anh về lúc nào mà không ăn. Trời, kiểu nghe tổn thương đúng không? Tổn thương chứ cô, trời cả nhỏ tới lớn mình ăn cái món, mà ăn cái gì mà phải có cái tí cái đó mới ngon. Chỉ nói vậy, cả một cái ẩm thực Việt Nam, cả những cái con là cái tính con thích ăn nữa. Tự ái đúng không? Tự tổn thương thì tự ái nữa. Tổn thương này kia nọ rồi á. Có nghĩa là chê thẳng luôn. Đúng rồi, là đó. Chê thẳng, không có sợ con buồn rồi. Cái cô Dương biết rồi đó, nhiều khi con nghĩ là giống như chồng con không có sự thấu hiểu như con hay sao á. Con đâu, con không phải là con đổ thừa đâu nha. Mình có hai đứa con, mình bận rộn này kia nọ. Nói chung là con không có phân biệt với chồng con về cái việc chăm con hay gì hết. Nhưng mà đôi khi mình không thể nào mà mình lo chu toàn hết tất cả mọi thứ. Quên cái này quên cái kia, đó là con nghĩ đó là lẽ bình thường mà ai mà như con thì đúng cũng rồi. Sẽ quên thôi. Không, kiểu như bực bội lắm. Em, sao tiền rồi để ở đây? Thì em cũng để trong giỏ của em mà, chứ em đâu có dục ở ngoài đâu. Chỉ là em chưa nhét vô cái bóp thôi. Em, điện thoại đâu? Chết rồi, em để quên điện thoại. Mà cô Dân biết, mỗi lần đi ra ngoài á, xách có cái mình đi ra không thôi, ôm đứa đầu đi ra, còn con tả sữa nè, rồi nào là đủ thứ chuẩn bị vô một cái giỏ để xách đi cho hai đứa nó thì làm con sao? Con hốt hết á. Con hốt hết luôn rồi, con quên của con. Rồi. Con hốt hết cho cả gia đình rồi, con quên của con. Bây rồi giờ là con mong muốn bác thay đổi điều gì? Con
con mong muốn bác thay đổi thì cái tính mà rải đồ á, cái tính mà bê bối rải đồ bối rải chỗ thôi cũng được, không cần phải bỏ vô máy giặt, nó rải chỗ thôi, gom cho nó lẹ. Cô nghĩ á, không, cô nghĩ là con nói cái điều này với bác đi. Nói bằng tiếng Hàn á. Em mong anh thay đổi, anh giúp em á, anh đừng có bị bừa quá, em mệt lắm. Con nói nó nghĩa là con nói những cái gì mà con mong muốn bác thay đổi. Và cuối cùng con hỏi bác một câu là anh có đồng ý thay đổi không? 저는 딱 한 하나만 원하고 싶어요. 저는 지금이 충분히 행복하는데 근데 애기 이렇게 힘들잖아. 오빠도 알잖아. 딱 하나만 퇴근할 때 집에 도착하면 옷하고 양말하고 가방 세탁기 안 넣어도 돼. Không cần bỏ vô máy giặt cũng được, seokkhakki an nodo dae kyeonyang dak hanaman nomen dae, đừng có rải. Rải đi từ phòng khách, rải lên tới trên lầu, rải tới cái máy giặt vẫn không để. Hiểu. Nói, anh có đồng ý thay đổi không? Nói bằng tiếng Hàn tự nhiên mà nói bằng tiếng Việt. Đúng rồi. Oppa tony, oppa se cô gái. Thể hiện đi, thể hiện. Có không? Chồng có thay đổi không? Bác có thay đổi không? Oppa. Oppa. Có thay đổi không? Có thay đổi không? 바꾸도록 노력할게. 기다릴게. 미안해. 괜찮아. 신로이 em. 오빠 sẽ thay đổi. Tình cảm chưa? Hay quá. Tình cảm chưa? Nói với bác là anh Thuận mong muốn là nhân cái cơ hội ngày hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son với con, thì là anh Thuận muốn bác là chia, có nghĩa thể hiện một cái tình cảm gì đó bằng hành động hoặc là bằng một cái lời nói nào đó trong chương trình ngày hôm nay. Tự nhiên bác nhỏ nói vậy cũng kỳ. Dạ. Cũng kỳ. Bác bác when you stand up and you told her I love you, excuse something like that. Oh, I'm sorry and I love you forever. Yes. And I stand up. Yeah, stand up, stand up, stand up. Yeah. Đứng như vậy luôn. Đó. Tiếng Hàn được không? Tiếng Hàn được không? Tiếng Hàn. Okay. 오빠 생각해 보면 오빠가 24살 때 너무 어린 학생이었어. 근데 우리 호랑이는 오빠 만나 가지고 24살에 벌써 엄마가 되고 많은 것 경험하고 좋은 가정 꾸려주고 오빠 위해서 많은 것들 해줘서 너무 고마워. 오빠 너무 사랑하고 우리 더 남은 시간 행복하게 살아가자. 고맙습니다. 연 khóc rồi kìa. 고맙습니다. 다 잘 할게요. Rồi. Là ảnh nói với con á là ảnh giống như con hiện tại là con chỉ 24 tuổi thôi. Bây giờ ảnh suy nghĩ lại những cái năm ảnh 24 tuổi thì ảnh không thể nào mà ảnh vì một người giống như con vì ảnh. Vì một người luôn luôn chờ đợi một người và kiểu như là luôn luôn cố gắng thay đổi bản thân vì ảnh. Ảnh sẽ giống như là thời gian còn lại anh sẽ cố gắng thấu hiểu con nhiều hơn và hai vợ chồng mình sống cùng nhau sống hạnh phúc nha. Rồi. Yeah. Very good. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng Pháp. Dạ, cảm ơn con đã đến ở đây. Chúc mừng chúng ta sẽ gặp lại. Yeah. Yeah.